không thua gì silicon bao nhiêu này, cực kỳ nổi luôn nhá. Đó, đôi công này thì rất nổi này. Với bộ khuôn này đầu tiên anh em sẽ quét nhớt chống dính, sau đó là ta đi một lớp hồ dầu dưới đáy rồi đổ bê tông vào. Mục đích ở lớp này là chúng ta đổ bê tông để đặt sắt như này. Với bộ mắt 2 này chúng ta sẽ đặt 6 cây sắt phi 6 như này nhá. Đó, chúng ta chỉ đặt như này chứ không cần phải buộc làm gì cho nó mất thời gian ra. Đó, xong ấn nó xuống. Đấy, trước khi cho lòng trong vào thì cái phần dưới đáy này đảm bảo nó phải khô cứng đã nhá. Thì một lát nữa đúc nó sẽ không bị đẩy bê tông lên, không bị đẩy lòng trong lên nhiều này. Đó. Còn nếu mà không đợi được khô thì anh em rắc xi măng như này. Rồi ok, sau đó là ta sẽ đặt lòng trong vào. Cái bộ này là lòng trong và vỏ ngoài đều có một đánh dấu nhá. Đặt phát ăn ngay này, đánh dấu như này luôn này. Đó, bây giờ lắp. Bộ này là sau khi đổ đầy rồi chúng ta sẽ cho 6 cây sắt ở trên miệng này, đây là sắt 4 ly nhá. Với bộ mét 2 thì cần sắt 4 ly thôi. Ta ấn nó đều đều xuống khoảng 2 cm thôi. Sau khoảng 3 đến 4 giờ đồng hồ khi mà mặt chậu này nó bắt đầu cứng rồi. Đó, ta ấn vào tay chúng ta thấy nó hơi cứng rồi. Thì chúng ta sẽ sử dụng thứ nhất là một thanh gỗ hoặc là ván. Và quan trọng nhất là cái thanh đòn bẩy này. Ta tì vào phần khuôn nhá. Tì vào phần khuôn của ngoài. Mục đích là khi mà chúng ta bẩy ấy, lực của nó sẽ truyền xuống cái thanh gỗ này. Đó, thì nó sẽ không làm hỏng khuôn. Sau đó ta bẩy lên. Đó, như vậy là nó đã tách lên này. Nhưng mà không vội nhá, tiếp tục bẩy lên tiếp. Đó, từ bên lên một. Nếu như mà không có thanh này nhá thì nó lập tức nó sẽ làm cho hỏng khuôn luôn. Đó, nó tách lên này. Nó lên nhưng mà ta không vội nhá. Rồi ok, nó đã lên gần như hết rồi. Đó. Đến bước này nhá, đến bước này thì hai người, bởi lòng trong là to cho nên một mình sẽ không nhấc lên, hai người hai bên sẽ nâng lên rồi. Đó, tương đối nặng nhá. Rồi. Ở đến lúc này thì phần lòng trong rất là ok rồi. Để còn phần miệng này chúng ta sẽ xử lý lại một chút nhá. Cái bàn xoa đâu nhỉ? Có đánh cái bay mấy cái bàn xoa đâu. Đây đây đây. Đó, phần miệng này chúng ta sẽ xử lý lại một chút này. Thank you.
Sau một ngày, cơ sở sẽ tháo bộ khuôn lục giác loại chân liền mẫu mới 1,2 mét. Ngay bây giờ chúng ta cùng cho xem kết quả cũng như là hoa văn của bộ này tháo ra nó sẽ như thế nào. Hôm vừa rồi khi đúc thì rất nhiều bác nói rằng với hoa văn sâu như này, với hoa văn sâu như này thì tháo nó rất dễ là bị mất hoa văn, bị dính khuôn. Để không biết nó có bị dính hay không, bây giờ chúng ta cùng cho xem. Với những bộ khuôn lớn này thì chúng ta sẽ tháo bằng cách tách phần trên, xong tách phần dưới đều ra thì nó sẽ không bị mất hoa văn nhé. Quên mất không đánh dấu cho nên là không biết miếng này có phải miếng hoa văn đông nhất không. Đó, rồi ok. Rồi, miếng đầu tiên đã ra. Mảnh cây tùng nhá. Rất là dốc luôn. Rất là dốc, rất là sạch khuôn. Cho xem hoa văn. Nó hơi bị rỗ một chút, có lẽ là hôm nay gõ chưa được kỹ. Hơi bị rỗ một chút chỗ này nhưng xử lý lại nó không sao cả. Hoa văn này, phần chuyện gấm rất là rõ nét luôn. Phần chân đây. Đây là phần khuôn trong nhá. Có lẽ phải đợi đến mai khi mà nó cứng hẳn này mới nhấc được ra để lấy tấm đáy này. Tấm đáy bên trong này. Rồi ta tiếp tục ra các mảnh còn lại. Mảnh thứ hai này, mảnh nghi cúc nhá, hơi có một chút mơ via đó, phần này xử lý lại là xong. Rồi mảnh cái trúc. Thank you.
càng về sau thì tháo nó càng dễ rồi. Nó chỉ khó mảnh ban đầu thôi. Ở chúng ta cùng nhau xem mảnh này. Cây công này, mảnh chim công này. Đó, máy quay để sang đây xem thôi. Ờ, mặc dù là khuôn cứng nhá, khuôn composite à. Đó, composite như hoa văn đấy, hoa văn nó không thua gì silicon bao nhiêu này. Cực kỳ nổi luôn nhá. Đó, đôi công này. Thì rất nổi này, ngay cả những lá tùng cũng tỉa rất tỉ mỉ nhá. Đó, bộ này sơn lên là cực kỳ đẹp luôn. Là mặt sen quay lại nhá. Ờ, okay, như vậy là bộ lục giác 1,2m loại chân liền, khuôn nhựa composite hoàn toàn. Thì sau 24 giờ thì chúng ta đã tháo ra được một bộ thành phẩm như này rồi. Đấy, với bộ khuôn này đảm bảo rất là dóc khuôn, không hề bị dính khuôn nhá. Khuôn composite mà không hề dính. Rất là dóc, hoa văn cực kỳ nổi như này. Đấy, các bác nào muốn sở hữu bộ khuôn này, muốn giữ bộ này về xưởng mình sản xuất thì ngay giờ có thể liên hệ với cơ sở theo số thoại ghi ở trên màn hình. Xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Đừng quên là bấm nút đăng ký. Bấm nút đăng ký theo dõi kênh YouTube cơ sở nhé. Nút đăng ký ngay bên dưới video này để các bạn đón xem các video giới thiệu rất nhiều bộ mới ra mắt trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo.